Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi Audio Sài Gòn vừa về một cặp loa rất là đẹp luôn. Và đây là một trong những cái dòng đời cao cấp đến từ hãng Pioneer, dòng đời cao nhất trong cái series từ Queen như quý vị. Đó là từ Queen 1000A nha, rất là đẹp luôn. Một cái đôi loa cây màu vàng gỗ. Nói chung là dòng Pioneer mà quý vị nghe nhạc vàng bolero trữ tình, rất là êm ái quý vị ạ. Và cái đôi loa này về trong tình trạng rất là đẹp nha. Và trước khi đi quay cận cảnh thì mình giới thiệu với USB. USB mình bán 800 ngàn nha quý vị, với dung lượng 128GB. Trong đây là nhạc lossless chất lượng cao, gần 2.000 bài nhạc. Còn ổ cứng thì 1.000GB thì 2 triệu. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng chiêm ngưỡng đôi loa từ Queen 1000A. Lưới tem còn đầy đủ hết nha quý vị. Thùng của nó là thùng gỗ lạc toàn bộ. Và cái đời 1000A điểm nhấn của nó là quý vị thấy ở phần trên mặt này nè, là nó làm kiểu như dạng hổ phách màu da báo rất là đẹp luôn, cực kỳ sang quý vị. Bây giờ Bi tháo lưới nha. Nè, lưới của nó được quý vị, lưới nguyên của nó nha. Đây, tháo hết lưới ra nè quý vị. Cặp loa trùng số series. Và quý vị thấy nó thiết kế gồm có hai loa bass với đường kính 20cm. Và găng này là găng vải hết nha quý vị. Găng vải nè. Và ở trên cái mũi là nó có thêm một cái chấm nữa. Và ở giữa là loa trép kiểu họng còi, rất là sang. Và có một cái khung lưới bằng sắt. Khung lưới bằng sắt ở giữa nha. Toàn bộ cái loa này là đều là màng giấy và găng vải nha quý vị ơi. Và ở trên đây nó thiết kế thêm một cái vòng này bằng kim loại nha. Kim loại màu vàng nè. Đây, kim loại gì mà nó không bị rét quý vị. Qua thời gian thì nó không bị rét. Nó cũng mỏng thôi chứ nó không dày, không có dày nha. Và đây là cái lớp nhung. Cái lớp nhung bố trí nè quý vị. Quý vị rờ vào lớp nhung này thì nó rất là mềm mịn. Và cặp loa này nó được bán ra trên thị trường vào khoảng đầu năm 90 quý vị, năm 92 tới năm 9 mấy là nó nghỉ bán. Và cái đời này là đời cao nhất nha quý vị. Và cái mức giá lúc bán mới quý vị là gần 500 ngàn yên một cặp như vậy. Gần 500 ngàn yên quý vị, nhìn cái thớ gỗ thịt của nó nè, quá trời đẹp luôn. Còn cái model thì nó in lên đến cái con tem này luôn rồi. S1000 từ Queen A. Dòng là từ Queen A này, nó có S từ Queen X nữa, từ Queen trơn. Còn đây là quý vị nhớ là 1000A nha quý vị. Nó nặng 44kg. 44kg trên một thùng nha quý vị. Trên một loa là 44kg. Để Bi kiếm cái thước Bi đo cái chiều cao. Dòng này phải cao hơn 1m quý vị. Rất là đẹp luôn. Về trong tình trạng rất là đẹp, có một đôi. Dòng này thì rất là hiếm quý vị. Nó cao 1m06 nha. Cao 1m06. Chiều ngang là 27,5. Chiều sâu là 40. Quý vị nào mà thích cái cặp loa này vừa nghe vừa trưng bày trong phòng khách, nó vô cùng sang trọng luôn. Vô cùng sang trọng. Và công suất của nó là 180W trên một loa, độ nhạy 91dB và trở kháng là 6 ohm nha quý vị. Đây quý vị nhìn cái thớ gỗ của nó nè. Hai lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi cho một cái loa bass trên và cho một cái loa bass dưới nha. Trạm gắn dây loa của nó nè quý vị. Trạm gắn nè. Thì cái trạm này là trạm vàng đồng và nó có thiết kế chơi bi quay được luôn. Nhưng mà cái cầu bi quay nó mắc rồi thì mình thế vào đây một cái dây đồng điện monitor rất là xịn sò nha quý vị. Còn cái trạm bi quay riêng của nó thì nó không phải như thế này nha. Cái này là trạm này là về nó bị mắc bi quay. Quý vị nhìn nè, đây. Trạm loa là thưa quý vị dùng vừa bắp chuối bắp mỏ chim được hết. Cái tem phía sau này được quý vị. Đây quý vị thấy nè. Nó có để đây là 180W. 6 ohm từ 80 tới 100 nha quý vị. Made in Japan. Bên đây là số series liền kề, hoặc cùng một số đây là số 6 máy nha. 69. 69 thì bị qua bên đây. Qua một bên quý vị xem luôn.
Số mấy vậy nhỉ? Số này là số 68. Là số series liền kề. Đúng rồi, số series liền kề 68 và số 9 nha quý vị. Cặp loa này đẹp không chỗ chê, rất là đẹp luôn. Và quý vị nhìn nó làm gỗ, nói chung là gỗ ở cái phần mặt đĩa này cũng là gỗ thật luôn, gỗ thịt luôn. Và bây giờ Bi báo mức giá nha quý vị. Có một cặp dòng này là Bi nói là hiếm, tại vì cái dòng mà S77 hay là S99 thì mình bán cũng nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà riêng với cái dòng từ Win 1000A này thì nó không có nhiều quý vị. Và mức giá ngày hôm nay Bi bán là 28.500.000 nha quý vị. 28.500.000 bao riêng tuyệt đối cho quý vị. Bi owner những cái dòng này quý vị, nó làm rất là chắc chắn, rất là chắc chắn, cả về cái kiểu cách, cả về cái gỗ nó ép rất là đẹp luôn quý vị. Cực kỳ đẹp. Ở đây nó cũng có một cái lớp nhung nè, lớp nhung theo cái đường viền này quý vị, hai bên luôn. Đây thì bo rồi, găng vải nè. Găng vải này là găng vải, không phải là găng vải tẩm dầu, nhưng quý vị nhìn là nó không có phải ướt giống như cái dòng JBL của Mỹ. Đây, 28.500.000 một đôi loa, rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Và cái đời gọi là cái đời hai em của cái dòng loa cây Pioneer từ Win, quý vị, dòng cao nhất của nó rồi. Quý vị tính ra giá tiền gần 500.000 yên, quý vị biết rất là cao nha. Bây giờ Bi tới nhà nha quý vị. Hình thì Bi up trên Zalo, quý vị cứ vào hình xem thì mình quay cặp nào mình gửi cho quý vị cặp đó, bởi vì có một cặp thôi nha. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị. Gian nan là kiếp ma hồng,
trời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian nan và lắm đau buồn. Và lắm đau.